một bộ sản phẩm của anh Nhật. Đấy. Anh ở trong Quảng Nam đặt mua những chiếc đẩy 8.0 hãng Men này, rất khỏe và hay, kiểu dáng đẹp không các bác, mặt nhôm phay nhá, giá là 6,7 triệu tại cửa hàng. Một con vang DBL Cotic V2 các bác nhá, còn lại 2,8 triệu này. Rồi. Đây mới nhất là cơ lai số của hãng DBL Cotic năm 2023-24. Đấy, được các bác mua rất nhiều. Con này đủ các cổng ăn chơi các bác nhá. Còn cặp loa 450C thì các bác biết rồi, bên em đây là những sản phẩm siêu tuyển, cực đẹp luôn, đẹp gần như là mới luôn. Vẫn còn cái dấu ấn, cái khoang của mặt bích treo này. Đấy. Số lượng cũng không có nhiều đâu. Các bác nhanh tay alo cho em nhé. Mà chuẩn bị hết là không biết là khi nào mới có hàng về được các bạn. Đấy, vẫn bụi bụi một chút này. Xuất sắc. Rồi các bác cùng xem này. Xanh mướt luôn. Đẹp gần như là mới luôn. Một từ. Đó là siêu tuyển luôn. Trên cái cặp loa phải nói là mỹ mãn. Bác khách này là ở trong Quảng Nam, đã từng mua bên em rồi. Lần này bác lại mua tiếp để sử dụng. Nói là tuyệt đỉnh, tuyệt đẹp luôn. Cặp loa tuyển rất là kỹ. Các bác cùng xem. Những cặp loa này nó đạt đến 9 mấy phần trăm ạ. Nó đẹp phải đến trên 90%. Đây là những cái vết bụi em chưa lau hết này. Đấy, bác thấy chưa? Mỹ mãn chưa? Chắc là không có đối thủ về độ đẹp phải không ạ? Một từ là siêu đẹp luôn. Cặp loa này nếu so với giá em bán thì nó rẻ, quá rẻ luôn. Nó phải xứng đáng so với những hàng loa mới ấy. Mà các bác mua 16 triệu ấy, thì cặp loa này nó phải đạt 10 mấy triệu. 16 triệu thì cặp loa này nó phải đạt 14 triệu. Đấy, vì nó thua cái hộp xốp thôi. Nhưng mà các bác lại mua rẻ được một phần bao nhiêu ạ? Các bác lại nhớ nhá, em không nhấn mạnh sâu về cái giá cả nữa. Nói thế thì nhiều anh em cũng không thích đâu. Vì em bán rất là nhiều sản phẩm hàng bãi này. Rồi các bác tự đánh giá và tự rút ra những cái kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm. Để các bác mua những sản phẩm gì, lựa chọn mua những cái gì cho nó hợp lý nhất. Vâng, với cái giá thì rất là yêu thương. Em cũng đã từng báo giá, các bác biết rồi. 450C siêu đẹp này. Chắc chắn là giá cũng cực kỳ là tốt. Siêu rẻ các bác. Và số lượng không có nhiều. Các bác nhanh tay alo cho em nhé. Thì sẽ có những cái sản phẩm nó đẹp hết cỡ như thế này. Và em cũng bật mí là chuẩn bị hết hàng. Và không biết là khi nào mới về được. Vì đầu năm này hàng không về được đâu các bác ạ. Các bác thông cảm nhé. Nhanh tay alo cho em. Trước tiên anh phải tự trái thương mình. Anh cứ nhủ rằng em không thương, em đo lường thì rất cằn kẽ. Tình thương anh nên em bán với mẹ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác Nhật và các bác trên mọi miền đã quan tâm và ủng hộ. Em xin tạm dừng video ở đây để anh em đóng hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.